Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm nay ở đây không phải sớm nhất nhưng mình đang có một bộ đôi Oppo Reno, phải nói là một trong những sản phẩm đáng chờ đợi nhất của Oppo ở thời điểm hiện tại. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp cả hai sản phẩm này, một phiên bản màu xanh và một phiên bản màu đen, để xem rằng là bộ đôi này nó sẽ mang lại cho những trải nghiệm là như thế nào. Với con chip Snapdragon 710 và mức giá nó rơi vào khoảng tầm là xấp xỉ 13 triệu. Đầu tiên thì vẫn là một mặt khui siêu bởi vì đây là hai sản phẩm vẫn mới 100%. Tất nhiên thì đây sẽ là phiên bản chính hãng chứ không phải là sách tay như là trước đây các bạn đã thấy trên một số kênh. Chúng ta sẽ mở ra và đây thì mình đang có phiên bản màu đen. Ten ten. Wow, rất là bóng bẩy. Và tiếp theo thì mình sẽ mở tiếp phiên bản màu xanh và có lẽ thì mình sẽ chia sẻ về phiên bản màu xanh. Bởi vì là cái màu xanh thì có lẽ là nó sẽ đẹp hơn so với phiên bản chỉ có một màu là màu đen. Bên dưới hộp của sản phẩm thì chúng ta sẽ có thêm một số phụ kiện nữa. Như đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái case bảo vệ. Thì cái case này nó sẽ là dạng nhựa cứng chứ không phải là ốp lưng silicon. Nói chung là nó vẫn sẽ giúp cho các bạn có thể là bảo vệ chiếc máy một cách tốt hơn. Và bên trên này tất nhiên nó cũng sẽ có một phần khuyết để cho cái cụm camera nó có thể là thò lên thụt xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tai nghe. Và cái tai nghe này thì nó cũng giống như cái tai nghe trên chiếc Oppo F11 và F11 Pro đã có. Nhưng mà sẽ có một chi tiết mà các bạn để ý. Thì là bên trong cái phần lưới của cái tai nghe này, trong nó cũng sẽ là màu xanh, rất là hay ho. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có bộ sạc cáp. Và tất nhiên cái bộ sạc cáp này sẽ chuẩn vốc. Và chúng ta sẽ có cái công suất lên tới là 20W để giúp cho chiếc máy của chúng ta sẽ có một cái thời gian sạc đầy là lý tưởng nhất. Đến gần hơn với hai chiếc máy Oppo Reno mà mình đang có ở đây, một phiên bản màu xanh và một phiên bản màu đen. Nhưng với cái mặt lưng màu xanh này thì chúng ta sẽ được làm dạng nhám chứ không phải là bóng hoàn toàn như chính mặt lưng của chiếc Oppo Reno phiên bản màu đen. Thế nên rằng là khi các bạn cầm nắm cũng như là sử dụng trong thời gian dài, không lo về cái vấn đề là bị trơn trượt cũng như là để lại quá nhiều mồ hôi dấu vân tay, thì đây là một cái điểm mà mình đánh giá cao hơn trên phiên bản màu xanh. Ngoài ra thì với cái phiên bản màu xanh này, khi các bạn nghiêng ra, nghiêng qua nghiêng lại ở từng cái điều kiện ánh sáng khác nhau thì chúng ta cũng sẽ có những cái hiệu ứng thị giác nó là đẹp mắt hơn so với phiên bản màu đen. Mặc dù là cái phiên bản màu đen này khi nghiêng ra thì nó cũng sẽ có những cái đường vân chạy qua chạy lại. Dẫu sao đi nữa thì màu xanh vẫn sẽ là đẹp hơn. Và trên cái phần mặt lưng của sản phẩm này thì các bạn sẽ để ý có một cái chi tiết, đấy là một cái chấm nó nhô lên. Thì đầu tiên mình thắc mắc, không biết cái chấm này sinh ra để làm gì khi mà một cái mặt lưng của chúng ta nó đã quá phẳng, quá là đẹp rồi. Thì mình chợt nhận ra một điều là nếu như cái phần mặt lưng này nó không có điểm gì gồ lên thì khi các bạn đập trực tiếp xuống những mặt bàn hay là vô tình đẻ nó xuống mặt đất thì cái kính camera của chúng ta rất dễ là bị chầy. Thì khi mà có cái chấm này nó nhô lên, nó đẩy cái vùng camera của chúng ta tách biệt khỏi cái bề mặt mà chúng ta đang đẻ thì nó sẽ giúp cho cái chiếc máy này an toàn hơn, không lo về vấn đề là bị chảy xước camera khiến cho cái bức ảnh của chúng ta về sau khi chụp ra sẽ bị xấu đi. Và trên mặt lưng này thì các bạn sẽ thấy rằng sẽ có bộ đôi camera với độ phân giải là 48 megapixel cho camera chính và chúng ta có 50 megapixel cho camera phụ do độ sâu trường ảnh để mang lại cho bạn cái chế độ chụp hình xào phông. Có lẽ là về cái camera này thì mình sẽ phải có thêm thời gian test thì mới đánh giá được cho các bạn là xem 48 megapixel thì nó sẽ như thế nào. Chứ bây giờ thì trên thông số chúng ta mới chỉ biết là nó là 48 megapixel mà thôi. Còn về mặt trước của chiếc Oppo Reno này thì mình có thể nói là nó đẹp. Bởi vì là các bạn đã thấy trước đây chúng ta đã có một sản phẩm tầm trung với cái màn hình panoramic. Thì với cái chiếc Oppo Reno này nó cũng sẽ mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm về màn hình là tương tự là như vậy. Bởi vì với chiếc Oppo F11 Pro thì các bạn sẽ chỉ có tấm nền đấy là TFT mà thôi. Những cái trải nghiệm về màu sắc, về các thứ trên màn hình đấy nó sẽ không gọi là tuyệt vời nhất. Còn với chiếc Oppo Reno này với tấm nền Super AMOLED nó sẽ mang lại cho các bạn độ tương phản tốt hơn, màu đen sâu hơn và góc nhìn rộng hơn, độ sáng cũng cao hơn. Nói chung rằng là mình sẽ không có điểm gì để chê trách cái phần màn hình của chiếc Oppo Reno này cả. Tầm giá 13 triệu mà chúng ta có một cái màn hình không có bất kỳ một khuyết tật gì thì đây là một cái điểm cộng rất lớn trên chiếc Oppo Reno. Và để đạt được điều đó thì Oppo đã phải làm như thế nào? Đó là Oppo đã mang lại cho chúng ta một cái camera pop-up phía bên trên. Nhưng nó sẽ không phải là một cái camera pop-up nhỏ nhỏ thò lên thụt xuống thông thường như những chiếc smartphone hiện nay, ví dụ như là Oppo F11 Pro hay là một số chiếc máy đến từ Vivo, mà nó sẽ là nguyên cả một tảng nó nhấc một bên lên. Quá là hay luôn. Các bạn thấy không? Nó thò lên thụt xuống, thò lên thụt xuống theo cái chiều vắt chéo là rất là hai mắt. Và một điểm nữa đấy là khi các bạn mở cái camera này lên thì chúng ta sẽ có đây là vị trí đặt đèn flash LED, rất là thông minh đúng không ạ? Bởi vì là trong một số trường hợp, ví dụ như khi các bạn không dùng đèn flash thì nó sẽ không mở lên và các bạn sẽ thấy cái mặt lưng của chúng ta này không có cái điểm trắng trắng lên và nhìn nó sẽ có phần liền lạc hơn. Và khi các bạn sử dụng đèn flash thì chúng ta sẽ mở lên này và các bạn chụp đó, thì khi đó nó sẽ mở lên cho chúng ta, nhìn rất là hay ho. Và đây là một trong những điểm mà mình đánh giá rất cao chiếc Oppo Reno này. Và với cái khả năng selfie nữa thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải bàn cãi gì về khả năng selfie của Oppo từ trước đến nay rồi. Chế độ làm đẹp AI rồi tự kéo sáng, tự kéo chỉnh mịn da mặt.
Nói chung là chúng ta sẽ không có gì để nói về cái phần camera selfie này nữa. Oppo đã làm quá tốt từ trước tới nay. Đến với cấu hình của chiếc Oppo Reno này thì như ban đầu mình đã chia sẻ, đây sẽ là phiên bản chạy chip Snapdragon 710. Chúng ta có 6GB RAM và chúng ta có 256GB nhớ trong. Và con chip Snapdragon 710 là một trong những con chip tầm trung, nó quá là phổ biến rồi, nó vẫn mang lại chúng ta một hiệu năng mạnh mẽ đủ để chúng ta có thể trải nghiệm những tựa game gần như là mới nhất hiện nay. Ví dụ kiểu là PUBG này, Vanguard, hay chúng ta có thể chơi được một số tựa game nó nặng hơn một tí ở trên CH Play. Và nói chung là nó ổn để cho các bạn có thể trải nghiệm những tựa game. Thêm vào nữa thì với chiếc Oppo Reno nó cũng sẽ có vân tay nằm bên dưới màn hình. Wow, một chiếc máy tầm trung mà gần như là nó được mang lên những cái công nghệ nó rất là mới, như là camera thì mở lên theo chiều vắt chéo này, chúng ta có camera 48 megapixel, có một thiết kế đẹp, và chúng ta cũng sẽ có mặt lưng bằng kính kết hợp với khung hình kim loại, kính kim loại xịn chứ không phải là nhựa giả kính nữa đâu nhá. Thì đấy đều là những điểm mà mình thấy quá là ok cho chiếc Oppo Reno này. Thêm vào nữa thì với chiếc Oppo Reno chúng ta cũng sẽ được trang bị cổng sạc chuẩn USB Type-C, vẫn được giữ lại jack cắm tai nghe 3.5mm. Đây là một trong những điểm mà các bạn rất thích đúng không? Bởi vì là bây giờ gần như là không có quá nhiều người muốn loại bỏ đi cái jack cắm tai nghe 3.5mm. Thế đây là một điểm mình thấy rất là tuyệt vời. Cùng với đó thì quả pin trên chiếc máy này cũng là một quả pin khá lớn, lên tới là 3.765mAh. Và tổng quát lại thì với chiếc Oppo Reno này, đây là một chiếc smartphone mà mình thấy nó rất là lạ, rất là hay ở cái phần mặt lưng, đặc biệt là với bản màu xanh, và cũng như là nó sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm rất là hay ho cho một cái màn hình đẹp. Chúng ta có một cái camera thỏ thụt kiểu hay ho. Và các bạn thấy sao về nó? Xin một comment để lại cái ý kiến cảm nhận cá nhân của bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube để có thể là chúng ta gặp lại nhau trong nhiều video sắp tới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.